Kỳ án về Triệu, bi kịch thảm khốc từ mối tình vụng trộm của người mẹ hai con. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế Kỷ, kênh thường xuyên giới thiệu về những vụ án trên thế giới. Nếu bạn thấy thích video này thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Vào khoảng nửa đêm ngày 28 tháng 4 năm 2013, thị trấn nhỏ Mộc Ngư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bỗng chốc bị chấn động bởi một vụ án mạng tàn khốc. Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người đàn ông họ Mục báo tin về một vụ tấn công đẫm máu tại nhà riêng của anh ta. Khi cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, họ đã đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng, máu loang lổ khắp căn nhà, đặc biệt là tại phòng khách, nơi mà bé gái 4 tuổi bị tấn công bằng nhiều cú đánh mạnh vào đầu, với máu thấm đẫm khắp tóc và quần áo. Khuôn mặt bé nhỏ của cô bé tím tái, không còn sức sống, đôi mắt khép lại, thân thể bé bỏng co quắp lại vì sự đau đớn tột cùng trước khi ngừng thở. Chiếc váy màu hồng mà bé mặc giờ đã nhuốm đầy máu, tạo nên một hình ảnh đau thương khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng đó không phải là tất cả. Cảnh sát tiếp tục tiến vào trong và tại phòng ngủ của gia đình, họ phát hiện ra hai nạn nhân khác, đó là chị Triệu và con gái lớn 7 tuổi. Cả hai mẹ con nằm gục trên nền nhà với vết máu loang khắp căn phòng. Con gái lớn, 7 tuổi, cũng chịu đựng những vết thương chí mạng ở phần đầu. Máu từ các vết thương chảy ra thấm đẫm chiếc áo trắng mà bé đang mặc. Cô bé nằm trong tư thế ngã sấp xuống sàn, đầu nghiêng một bên và trên khuôn mặt hằn rõ sự đau đớn, hoảng loạn trước khi tử vong. Vết thương quá nặng khiến cho cảnh sát biết rằng cô bé không còn hy vọng sống sót, dù đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Chị Triệu, người mẹ của hai đứa trẻ, được tìm thấy nằm gục bên cạnh con gái lớn. Khác với hai cô con gái, chị Triệu vẫn còn sống, nhưng tình trạng vô cùng nguy kịch. Cơ thể chị đầy những vết thương, đặc biệt là trên đầu, nơi hung thủ đã liên tiếp tấn công bằng chiếc rìu dính máu. Mái tóc chị bết lại vì máu, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc hồng của sự sống. Chị nằm trong vũng máu của mình, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu trong cơn ác mộng, không lối thoát. Cơ thể chị lạnh ngắt và cảnh sát lập tức nhận thấy rằng chị cần được cấp cứu khẩn cấp nếu còn cơ hội sống sót. Những gì mà cảnh sát chứng kiến tại hiện trường là một vụ thảm sát tàn bạo với ba mẹ con nằm trong vũng máu, một người đã chết tại chỗ, một người không qua khỏi sau khi nhập viện và một người vẫn còn giành giật sự sống trong trạng thái hôn mê. Mỗi góc nhà đều thấm đẫm sự đau thương và cảnh tượng ấy sẽ mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí của những người có mặt vào đêm hôm đó. Hiện trường vụ án là một ngôi nhà 2 tầng nằm ở khu vực trung tâm thị trấn. Ngay khi cảnh sát vào bên trong thì họ đã nhanh chóng tìm thấy hung khí, đó là một chiếc rìu dính máu vứt ở tầng 1. Mặc dù vậy, hung thủ không để lại bất kỳ dấu vân tay nào trên chiếc rìu, cho thấy kẻ này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị phát hiện. Sự tinh vi trong cách che giấu dấu vết này lập tức đặt ra nhiều thách thức lớn cho lực lượng điều tra. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn là hiện trường đã bị xáo trộn. Do hoảng loạn và thương xót cho gia đình nạn nhân, nhiều hàng xóm đã vô tình xâm nhập vào nhà để xem xét tình hình và giúp đỡ. Họ để lại vô số dấu giày dép dính máu trên sàn nhà, làm cho việc thu thập các bằng chứng trở nên khó khăn hơn. Những dấu vết ban đầu của hung thủ giờ đây bị lu mờ, khiến công việc của cảnh sát càng trở nên phức tạp. Thị trấn Mộc Ngư vốn là một nơi yên bình, nhỏ bé, nơi mà hầu như ai cũng biết nhau. Vụ thảm sát đẫm máu này đã tạo ra cú sốc lớn cho cộng đồng dân cư. Tin tức về vụ án lan nhanh và sự hoang mang, sợ hãi bao trùm lên toàn thị trấn. Mọi người lo lắng rằng một kẻ giết người máu lạnh đang lẩn trốn đâu đó giữa họ và động cơ gây án vẫn còn là một bí ẩn. Trong những giờ đầu sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát tập trung điều tra dựa trên lời khai của anh Mục, chủ nhân ngôi nhà và cũng là người đầu tiên phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Anh Mục kể lại rằng vào đêm ngày 28 tháng 4, anh đã đi chơi mặt trược với một vài người bạn tại một ngôi nhà trong thị trấn và đến nửa đêm mới về. Khi vừa mở cửa vào nhà, cảnh tượng máu me làm anh chết lặng. Con gái út của anh chỉ mới 4 tuổi, nằm bất động trong vũng máu ở phòng khách. Tiếp tục đi vào bên trong, anh phát hiện vợ và con gái lớn 7 tuổi cũng bị thương nặng, nằm gục trong phòng ngủ. Gia đình họ Mục vốn không khá giả. Chỉ mới 4 tháng trước,
vợ chồng anh đã tiêu tốn nhiều tiền để mua căn nhà 2 tầng này, với giá là 180.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số tiền mà họ có chỉ đủ trả trước là 130.000 nhân dân tệ, số còn lại họ phải trả dần qua từng tháng. Việc mua ngôi nhà mới khiến cho gia đình rơi vào tình cảnh kinh tế khó khăn và mọi chi tiêu đều được thắt chặt hơn. Anh Mục hầu như làm thuê liên tục để kiếm tiền trả nợ, còn chị Triệu, vợ anh, ở nhà chăm sóc con cái. Qua lời khai của dân làng và những người hàng xóm xung quanh, anh Mục được biết đến là một người chăm chỉ, không có bất kỳ biểu hiện gì đáng ngờ. Cuộc sống của anh xoay quanh công việc và gia đình, đôi khi anh dành thời gian rảnh để chơi mạt chược với bạn bè. Mặc dù anh có thể tham gia vào vài cuộc tranh cãi khi chơi mạt chược, nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ thường thấy trong bất kỳ trò chơi nào. Tao không có ai thực sự ghét bỏ hay có xích mích nghiêm trọng với anh. Những thông tin này khiến cho cảnh sát càng lúng túng trong việc tìm kiếm động cơ của vụ án. Thêm vào đó, cảnh sát kiểm tra cẩn thận đồ đạc trong nhà và phát hiện rằng không có bất kỳ dấu hiệu lục lọi nào, mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng vụ giết người xuất phát từ động cơ trộm cắp là rất thấp. Tiền bạc, đồ trang sức hay bất kỳ vật giá trị nào trong nhà đều không bị mất. Hơn nữa, việc dân làng biết rõ hoàn cảnh gia đình họ Mộc cũng giúp loại trừ khả năng giết người vì tiền. Trong một thị trấn nhỏ như Mộc Ngư, hầu như mọi người đều quen biết nhau và hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình. Vì vậy, nếu hung thủ không ra tay vì tiền bạc, thì động cơ gây án càng trở nên khó hiểu hơn. Cảnh sát bắt đầu xem xét các giả thuyết khác, bao gồm động cơ trả thù cá nhân hoặc mâu thuẫn tình cảm. Nhưng ngay từ đầu, mọi hướng điều tra đều gặp bế tắc bởi cả anh Mục và vợ anh, chị Triệu, dường như không có kẻ thù nào rõ ràng hay những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Anh Mục ngoài việc đi làm thuê và chơi mạt chược thì không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự ngoại tình hay liên quan đến tội phạm. Trong khi đó, chị Triệu, với vai trò người vợ và mẹ, dành hầu hết thời gian để chăm sóc hai cô con gái và làm việc nhà. Người dân xung quanh cũng khẳng định chị Triệu không hề có mối quan hệ mờ ám nào. Cảnh sát sau đó đã chuyển sang kiểm tra kỹ lưỡng các mối quan hệ tình cảm của vợ anh Mục, chị Triệu. Qua quá trình điều tra, họ phát hiện ra rằng chị từng có một mối tình sâu đậm với một người bạn trai cũ trước khi kết hôn với anh Mục. Người bạn trai này từng hứa hẹn sẽ cưới chị Triệu, nhưng do bị gia đình phản đối kịch liệt, mối quan hệ của họ kết thúc. Dù đã chia tay, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc một thời gian sau đó. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng người bạn trai cũ có thể là kẻ đứng sau vụ án vì ghen tuông hoặc trả thù tình cảm. Tuy nhiên, sau khi lần theo dấu vết của người này, cảnh sát phát hiện rằng anh ta đã chuyển đến Thâm Quyến để làm việc từ lâu và không có mặt tại Mộc Ngư vào thời điểm xảy ra án mạng. Bằng chứng ngoại phạm của người bạn trai cũ cũng rất rõ ràng, chứng minh anh ta không liên quan đến vụ việc. Điều này tiếp tục là một bước lùi cho cuộc điều tra khi những nghi ngờ ban đầu về mâu thuẫn tình cảm không dẫn đến kết quả. Mặc dù vậy, sự căng thẳng trong gia đình họ Mục không thể bị phủ nhận. Những áp lực tài chính do việc mua nhà và trả nợ hàng tháng khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, cả anh Mục lẫn chị Triệu đều không có bất kỳ dấu hiệu nào của mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng. Và các hàng xóm cũng không thấy có dấu hiệu gì bất thường trong quan hệ của họ. Cuộc sống dường như diễn ra một cách yên bình như mọi gia đình khác trong thị trấn. Trong quá trình điều tra, khi mọi manh mối từ những mối quan hệ cá nhân của gia đình họ Mục không mang lại kết quả, thì cảnh sát quyết định mở rộng phạm vi điều tra bằng cách kiểm tra dữ liệu từ các camera giám sát quanh thị trấn Mộc Ngư. Chính quyết định này đã dẫn đến một bước ngoặt lớn trong vụ án. Một trong những điều đáng lưu ý là căn nhà của gia đình Mục có 2 tầng và tầng 1 được cho một cặp vợ chồng trẻ tên là Đặng Nguyên Nghĩa và Lôi Hiểu Lan thuê ở. Ban đầu, khi cảnh sát thẩm vấn cặp đôi này, cả hai khai rằng vào ngày xảy ra vụ án, họ đã rời thị trấn từ sớm để về nhà ngoại của Lan và không có mặt tại nhà. Họ khẳng định không biết chuyện gì xảy ra và hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng thảm khốc này. Lời khai của họ có vẻ hợp lý và không gây nghi ngờ lớn trong giai đoạn đầu điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống camera giám sát ở các con đường xung quanh thị trấn, một phát hiện đáng ngờ đã xuất hiện.
Đó là vào chiều ngày 28 tháng 4, Đặng Nguyên Nghĩa đã rời khỏi thị trấn Mộc Ngư cùng vợ con. Họ được nhìn thấy đi về nhà ngoại của Lan ở một thị trấn khác vào khoảng 15 giờ. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ khoảng 1 giờ sau đó, vào khoảng 16 giờ, Nghĩa đã một mình quay trở lại Mộc Ngư theo một con đường khác trong khi vợ và con vẫn ở nhà ngoại. Nghĩa ở lại trong thị trấn suốt buổi tối và đến gần 22 giờ, anh mới rời đi bằng xe máy, đúng vào khoảng thời gian mà vụ án mạng tại nhà họ Mộc xảy ra. Sau khi phát hiện những bằng chứng quan trọng từ camera giám sát cho thấy rằng Đặng Nguyên Nghĩa đã có mặt tại Mộc Ngư vào đêm xảy ra vụ án, cảnh sát lập tức mở rộng điều tra về hành tung của anh ta. Họ quyết định tìm đến nhà bố mẹ vợ của Nghĩa ở một thị trấn khác để thẩm vấn và xác minh thêm thông tin. Tại đây, cảnh sát không chỉ tìm thấy thêm manh mối quan trọng mà còn thu được lời khai bất ngờ từ một nhân chứng mới. Khi đến nơi, cảnh sát không gặp được Nghĩa và vợ anh ta, Lôi Hiểu Lan, vì cả hai đã không có mặt tại nhà. Thay vào đó, họ bắt gặp chị gái của Lan đang ở trong nhà và đặc biệt cô đang giặt quần áo và đôi giày của em rể, Đặng Nguyên Nghĩa. Điều làm cảnh sát chú ý ngay lập tức là những bộ quần áo và đôi giày này dính máu, điều mà chị gái Lan không thể giải thích thỏa đáng. Nhận thấy tình huống bất thường và trước áp lực từ cảnh sát thì chị gái của Lôi Hiểu Lan bắt đầu hoảng sợ. Cuối cùng, cô đã thừa nhận một sự thật kinh hoàng. Chính Đặng Nguyên Nghĩa là kẻ đứng sau vụ thảm sát tàn bạo tại nhà của gia đình Mục. Theo lời khai của chị gái Lan, ngay sau khi gây ra tội ác thì Nghĩa đã tìm đến vợ mình và thú nhận toàn bộ sự việc. Dù sốc trước hành động của chồng, Lôi Hiểu Lan vẫn quyết định giúp Nghĩa che giấu tội ác. Cô không chỉ giúp chồng bỏ trốn mà còn nhờ chị gái hỗ trợ trong việc giặt sạch quần áo và giày dính máu nhằm xóa dấu vết. Sự việc trở nên rõ ràng hơn khi chị gái của Lan kể rằng ngay sau khi vụ án xảy ra, Nghĩa đã thuyết phục vợ cùng mình lên kế hoạch bỏ trốn. Họ dự định sẽ rời khỏi Mộc Ngư càng sớm càng tốt để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công. Cảnh sát, sau khi nhận được thông tin từ chị gái Lan, nhanh chóng triển khai các chốt kiểm soát xung quanh thị trấn và các vùng lân cận. Không lâu sau, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Đặng Nguyên Nghĩa cùng vợ khi họ đang cố gắng vượt qua một chốt kiểm soát. Cả hai đang trên đường chạy trốn, nhưng đã bị bắt giữ ngay trước khi họ có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Tại thời điểm bị bắt, Nghĩa và Lan vẫn còn giữ trong mình hy vọng sẽ thoát khỏi vụ án. Nhưng lời khai của chị gái Lan cùng những bằng chứng không thể chối cãi đã chấm dứt hoàn toàn kế hoạch bỏ trốn của họ. Sau khi bị bắt giữ, câu chuyện đằng sau vụ án mạng kinh hoàng tại gia đình họ Mục dần được hé lộ. Tuy nhiên, điều khiến vụ án trở nên phức tạp và gây chấn động nhất chính là lời khai của chị Triệu, là người vợ duy nhất sống sót khi chị tỉnh lại trong bệnh viện. Lời khai của chị đã phơi bày một sự thật kinh hoàng ha, mở ra một câu chuyện về mối tình bất chính và động cơ phía sau vụ thảm sát. Theo lời khai của chị Triệu, mối quan hệ vụng trộm giữa chị và Đặng Nguyên Nghĩa, là người thuê nhà ở tầng 1, đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2012, gần một năm trước khi vụ án xảy ra. Vào thời điểm đó, anh Mục đang phải đi làm thuê ở xa để kiếm tiền trả nợ sau khi gia đình mua ngôi nhà mới. Với công việc bận rộn và thường xuyên phải vắng nhà, anh Mục hoàn toàn tin tưởng vào Nghĩa, là người hàng xóm và cũng là bạn thân, nhờ cậy chăm sóc giúp vợ con khi anh vắng mặt. Buổi chiều hôm đó, chị Triệu ở nhà một mình với hai con gái. Trong lúc loay hoay làm việc nhà và chăm sóc con cái, chị nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Đặng Nguyên Nghĩa. Nghĩa xuất hiện ban đầu chỉ với mục đích giúp đỡ chị Triệu vài việc vặt vãnh, từ sửa bóng đèn cho đến dọn dẹp. Anh Mục trước đó đã giao phó cho Nghĩa trách nhiệm giúp đỡ vợ mình mỗi khi cần, vì tin tưởng rằng Nghĩa sẽ chăm sóc gia đình mình như anh em. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng những lần tiếp xúc giúp đỡ tưởng chừng vô hại ấy lại là khởi đầu cho một mối quan hệ sai trái. Buổi chiều hôm đó, khi hai người trò chuyện bên ly trà đá, không khí dần trở nên gần gũi hơn, những lời nói xã giao bắt đầu chuyển thành những tâm sự sâu kín. Chị Triệu, mệt mỏi với gánh nặng chăm sóc gia đình và áp lực tài chính, bắt đầu chia sẻ với Nghĩa về những khó khăn của mình. Nghĩa lắng nghe và thay vì giữ khoảng cách, anh ta đã bắt đầu an ủi, đồng cảm và dần dần xóa nhòa ranh giới giữa hai người.
Sự cô đơn và thiếu vắng tình cảm từ người chồng thường xuyên vắng nhà đã khiến chị Triệu dễ dàng mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào và sự quan tâm từ Nghĩa. Trong khi đó, Nghĩa cảm thấy bị cuốn hút bởi sự yếu đuối và vẻ ngoài hiền lành của chị Triệu nên đã bắt đầu nảy sinh tình cảm không đứng đắn. Những lời động viên dần trở thành những cử chỉ thân mật hơn. Đó là một cái chạm tay vô tình, một cái nhìn đầy ý nghĩa. Đó là khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng họ đang bước qua ranh giới nguy hiểm. Cuối cùng, sự cám dỗ không thể kháng cự đã đẩy họ vào mối quan hệ ngoài luồng. Trong căn phòng vắng vẻ của ngôi nhà hai tầng, dưới cái vỏ bọc là sự giúp đỡ, hai người đã lén lút ở bên nhau, quên đi những nguyên tắc và đạo đức của một người vợ, người chồng. Khoảnh khắc đó, họ bị cuốn vào vòng xoáy của đam mê và dục vọng, bất chấp hậu quả có thể xảy ra. Sau lần đầu tiên ngoại tình, chị Triệu và Nghĩa không dừng lại mà tiếp tục gặp nhau trong những khoảng thời gian vắng bóng của anh Mục. Sự gần gũi ngày càng tăng khiến cho cả hai dần mất kiểm soát và những lần lén lút sau đó trở nên thường xuyên hơn. Để thuận tiện cho mối quan hệ, chị Triệu đã thuyết phục chồng mình cho gia đình Nghĩa thuê phòng ở tầng 1 của ngôi nhà với giá rẻ, dưới danh nghĩa giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, thực chất đây là cách để họ có thể dễ dàng gặp nhau mà không bị ai phát hiện. Từ buổi chiều định mệnh đó, mối tình vụng trộm giữa chị Triệu và Nghĩa kéo dài gần một năm trời trong sự giấu giếm khéo léo và sự tin tưởng mù quáng của anh Mục. Tuy nhiên, mối tình lén lút này không hề êm ả. Trong thời gian hai người qua lại, chị Triệu nhiều lần xin tiền Nghĩa, mỗi lần từ 200 đến 300 nhân dân tệ để tiêu xài cá nhân. Chị còn mua quần áo mới và khoe khoang trước mặt vợ của Nghĩa là Lôi Hiểu Lan, Dan. Điều này khiến cho Nghĩa cảm thấy lo lắng và bất an. Dù biết vợ mình không nghi ngờ, nhưng Nghĩa bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước những hành động khiêu khích của Triệu. Đặc biệt là việc chị liên tục yêu cầu tiền bạc và ngầm ám chỉ việc sẽ phơi bày mối quan hệ nếu bản thân không được thỏa mãn. Cuối cùng, Nghĩa không thể chịu đựng thêm sự áp lực từ mối quan hệ này. Anh ta quyết định chấm dứt cuộc tình ngoài luồng để bảo vệ cuộc sống gia đình mình và thoát khỏi cảm giác lo lắng triền miên. Nghĩa đề nghị chia tay và lên kế hoạch chuyển đi nơi khác sống, nhưng Triệu kiên quyết không đồng ý. Vào ngày 28 tháng 4, Nghĩa đã đưa vợ và con về nhà ngoại với mục đích tạo cho mình cơ hội đối mặt với Triệu mà không bị phát hiện. Anh ta biết rõ rằng vào thời điểm này, anh Mục đang bận chơi mạt chược, còn Triệu chỉ ở nhà với hai đứa con gái. Nghĩa đã quay về một mình và đến nhà Triệu với hy vọng thuyết phục cô kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp. Anh ta biết rằng vào thời điểm đó, chồng của Triệu, anh Mục, đang chơi mạt chược và không có mặt ở nhà, chỉ còn lại Triệu cùng hai cô con gái. Tuy nhiên, khi hai người gặp nhau, thay vì đạt được sự đồng thuận, cuộc trò chuyện của họ đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc cãi vã nảy lửa. Triệu không chỉ từ chối chia tay mà còn yêu cầu Nghĩa phải đưa cho cô ít nhất 10.000 nhân dân tệ để giữ im lặng về mối quan hệ này. Triệu còn đe dọa sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện cho chồng biết nếu yêu cầu của cô không được đáp ứng. Bị dồn vào chân tường, Nghĩa rơi vào trạng thái hoảng loạn và tức giận tột độ. Anh biết rõ rằng nếu sự việc bị phơi bày, không chỉ cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, mà toàn bộ danh dự, cuộc sống của anh cũng sẽ sụp đổ. Trong cơn bốc đồng và sợ hãi, Nghĩa rút chiếc rìu ra để đe dọa Triệu. Tuy nhiên, hành động này không khiến Triệu lùi bước. Ngược lại, chị ta càng trở nên hung hăng hơn, vừa lớn tiếng mắng chửi Nghĩa, vừa bảo cô con gái lớn chạy ra ngoài để gọi bố về. Lo sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ nếu để cô bé chạy đi báo tin, Nghĩa hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, anh ta vung rìu tấn công cả ba mẹ con một cách tàn nhẫn. Triệu và hai cô con gái của chị lần lượt gục ngã dưới những cú đánh ác nghiệt của Nghĩa. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ lại hiện trường đẫm máu và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Anh trở về và thú nhận tội ác với vợ mình Lôi Hiểu Lan. Mặc dù bị sốc và phẫn nộ khi phát hiện chồng ngoại tình, nhưng vì tình cảm vợ chồng và không muốn gia đình bị hủy hoại, Lan vẫn quyết định giúp Nghĩa che giấu tội lỗi. Cô không chỉ giữ im lặng mà còn tham gia vào việc xóa dấu vết, giúp Nghĩa giặt sạch quần áo và đôi giày dính máu, đồng thời lên kế hoạch trốn thoát cùng chồng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng thất bại khi cảnh sát phát hiện ra manh mối từ camera giám sát và lời khai của chị gái Lan,
người đã vô tình giặt quần áo dính máu cho Nghĩa. Sự thật về mối quan hệ lén lút kéo dài gần một năm của vợ với Nghĩa, một người bạn mà Mục từng xem là thân thiết, khiến đã cho anh như sụp đổ. Anh đã từng hết lòng chăm chỉ làm việc, hy sinh để lo cho gia đình, nhưng lại không ngờ rằng trong lúc anh cố gắng giữ gìn hạnh phúc, chị Triệu đã lén lút phản bội anh. Nỗi đau đớn từ sự phản bội này hòa quyện với cảm giác mất mát không gì sánh được khi mất đi hai đứa con gái bé bỏng, khiến cho Mục như chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng và giận dữ. Nhưng điều khiến anh Mục càng đau đớn hơn chính là việc sự phản bội này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của hai đứa con gái vô tội. Hai đứa con mà anh đã chăm sóc, yêu thương từ khi chúng chào đời, giờ đây lại bị chính mối tình vụng trộm của mẹ chúng gián tiếp gây ra cái chết tàn bạo. Anh tự trách bản thân vì đã quá tin tưởng vợ mình, vì đã không nhận ra điều gì bất thường trong suốt thời gian qua, và vì không thể bảo vệ hai đứa con khỏi bàn tay sát hại của Nghĩa. Sự pha trộn giữa nỗi đau mất mát, sự phản bội và cảm giác bất lực khiến anh Mục rơi vào trạng thái trống rỗng. Trong những khoảnh khắc ấy, anh không chỉ cảm thấy mất mát về mặt thể xác, mà cả tinh thần và lòng tin của anh vào cuộc sống cũng như tan biến. Không chỉ mất vợ, anh còn mất đi cả hai đứa con gái mà anh yêu thương hơn bất cứ điều gì. Nỗi đau này có lẽ sẽ ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại, như một vết thương không bao giờ có thể lành lại. Tại phiên tòa xét xử, Đặng Nguyên Nghĩa đối mặt với những cáo buộc nặng nề, bao gồm tội giết người và gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Nghĩa thừa nhận mọi hành vi tội ác của mình, từ việc ngoại tình với Triệu cho đến việc ra tay sát hại tàn nhẫn ba mẹ con. Tất cả các chi tiết đều được tái hiện rõ ràng trước tòa, khiến công chúng không khỏi phẫn nộ trước sự độc ác và máu lạnh của hung thủ. Với những tội ác dã man đã gây ra, tòa án không có bất kỳ sự khoan hồng nào dành cho Nghĩa. Anh ta bị tuyên án tử hình, một bản án nặng nề nhưng hoàn toàn xứng đáng với những hành động tàn bạo mà anh đã gây ra. Trong khi đó, vợ của Nghĩa, Lôi Hiểu Lan và chị gái cô cũng bị truy tố vì tội bao che tội phạm. Mặc dù không tham gia trực tiếp vào vụ giết người, nhưng hành vi che giấu và hỗ trợ Nghĩa trốn tránh tội ác đã khiến họ phải nhận các bản án tù giam. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.